Xin chào mọi người, mình đang ở Bào Trắng, một đồi cát rất nổi tiếng của Mũi Né. Và nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay, vâng, New Defender trong một chương trình Land Rover Experience. Đây, mời mọi người lại đây để ngắm chiếc xe này khi mà hoàng hôn đang xuống. Nếu như mà mọi người nhìn những bức hình ấy thì thấy rằng là Defender ấy thì trông nó hơi nhỏ trên những bức hình, nhưng thực sự là mình nhìn ở ngoài đây, các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ đứng cạnh để có một cái tỷ lệ tương đối, cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Và để mình xem nhá, một cái thiết kế thường thì Defender luôn gắn với cái chữ gọi là ông vua off-road, huyền thoại off-road. Và mỗi chiếc Defender, mỗi dòng Defender đều mang những cái đường nét thiết kế và cái chiếc lý thiết kế vô cùng đặc biệt. Trong lần trước trải nghiệm chiếc Defender này ở Mũi Dinh thì các bạn đã thấy rằng chiếc xe này có thể bay lên một cái dốc cao, nhưng chỉ dùng cái động cơ P300, 300 là 300 PS, đổi sang mã lực một chút thì nó khoảng 297 mã lực. Rồi, có lẽ là bản này là bản 110, còn bản 90 thì nó ngắn hơn. Để nói về cái sự to lớn của chiếc xe này, đồ sộ của chiếc xe này thì bạn có thể thấy rằng là cái trục cơ sở của nó là 3022. Nó rất là rộng. Cái thứ hai là cái bánh của nó đẩy về phía trước, cũng như cái bánh ở phía sau ấy, nó sẽ kéo hết về phía sau. Và góc tới của chiếc xe này 38 độ, góc vượt đỉnh dốc đây này, đây có cái bệ bước thôi là 28 độ và góc thoát sau là 40 độ. Những con số nó rất lớn, nhưng mà chưa hết đâu. Chiếc xe này có cái hệ dẫn động vô cùng hay, đấy là một trong những cái đặc sản của Defender. Ok, trang bị và đèn LED những cái này thì quá quen thuộc rồi, nhưng mà các bạn có thấy không? Những cái đường nét nó vô cùng là chả giống ai cả. Cam trong cam 360, rồi những cái hệ thống hỗ trợ như cam quét ở trên kia cả. Đấy, mình đứng ở đây mà mọi người có thể thấy này, rất là to, đúng không ạ? Mọi người muốn xem gì nữa nhỉ? Đèn gầm, thiết kế của chiếc xe này có lẽ là không phải nói nữa rồi, bởi vì những cái hình ảnh nó nói lên tất cả. Rồi trang bị, nhưng mà chiếc xe này có thêm được những cái trang bị tương đối là đắt tiền. Ví dụ như cái bộ da nóc kia này cũng phải tầm khoảng 70 triệu. Một cái bộ ống thở, bệ bước, chút nữa mình sẽ nhìn thêm cái đồ ở phía sau, rất dị phải không ạ? Nhưng nhìn chiếc xe vuông như thế này, nhưng mà chỉ số khí động học nó rất là tốt. Ngay cả cái trần của các cái dòng xe Range Rover ấy, nó rất là phẳng. Và cái phần đuôi này, các bạn hình dung lại những chiếc xe ngày xưa Defender cũng vậy, cái phần đuôi này phẳng lên. Đó, thì đấy là những cái mã gen của Land Rover, chưa kể những cái cửa kính. Là những cái ô cửa kính trên nóc này, mình nằm mình có thể giúp bạn gái ngắm sao chẳng hạn, kiểu thế. Bản này mình nhớ không nhầm là khoảng 4 tỷ 8 nhỉ, cả đồ nữa. Đó, chắc chắn lắm, chiếc xe này thì chắc chắn. Đây, mời mọi người ra phía sau đấy ạ. Hôm nay thì đang tranh thủ đứng đón, cả đoàn đang đứng đón hoàng hôn ở Bào Trắng. Thì mình sẽ quay nhanh. Đấy, mọi người thấy không? Những cái điều đặc biệt tới những chiếc cái này nó có thể cuộn lại. Đây, bẻ, cuộn. Thì đây là những cái chi tiết nó thể hiện cái tính off-road rất là tốt. Ngoài cái việc góc thoát nữa, những cái vật liệu này. Đó, đây. Ok. Trên cái bay cá này thì có một cái camera được gắn, cái clear side view, mình có thể gạt ở cái gương để quan sát toàn bộ các cái những cái hình ảnh xuất hiện từ phía sau. Đèn này cũng đẹp này. Defender bản SE. Không phải nói về trang bị của những chiếc xe này, bởi vì là đơn giản nó sẽ đầy đủ hết. Kiểu mở. Vâng. Kiểu mở này thì mỗi khi chúng ta đỗ ở hầm hay đỗ ở cái không gian nào, chúng ta nhớ chừa một cái không gian cho cái cửa này nhá. Điều đặc biệt đến từ những chiếc Defender ấy, các bạn sẽ thấy những cái mảng chi tiết kiểu như thế này. Cái phần tabi cửa nó được ghép nối bằng những cái đinh. Mình đã xem bản 1999 rồi. Cái sự liền khối và cái vật liệu như thế này này, có lẽ là 20-30 năm nữa dùng vẫn ngon. Đập phá thoải mái đi. Thì đấy là Defender, no electric, no problem, đúng không ạ? Các bạn có thể so sánh với những chiếc Never Die chẳng hạn. No electric, no problem. Rồi, ở phía sau này thì đây là chiếc này sử dụng treo khí nén. Đây, mình có thể nâng hạ để rút cho cái việc lốt đồ nó tốt. Đấy, các bạn nhìn cái trông nó đặc biệt nhỉ. Ngay cả những cái chi tiết lót sàn này,
rồi là tấm lưng ghế này, nó đều được thiết kế rất đặc biệt để nó chịu được cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Cũng như mình đi bùn, đi đất, đi đâu đấy, đi kiểu Discovery, đi Explorer thì sẽ vệ sinh nó rất nhanh. Thực ra Defender này nhá, hôm mình up cái clip bay lên ấy, thì trên ở Việt Nam thì có lẽ là chưa anh em chơi, hoặc là có thể một cái gì đấy nó chưa được thu hút. Nhưng mà thực sự anh em nước ngoài là hơi bị choáng luôn, rầm rĩ ạ, hơi bị choáng. Ok, mình đấy, anh em đang tranh thủ chụp hình. À đây, phần này là phần thùng này. Cái thùng này nó có giá đồ đâu khoảng hơn 30 triệu. Ơi, cam này nhìn yêu nhỉ. Cam đẹp hơn nhiều rồi. Sẽ to thế. Êm. Autobio, êm kiểu Autobio chạy trên cát. Đó, con này nó lại không sang số để không để mẹ ấy à. Quyền chưa set up. Mình chạy thẳng đúng không anh? Thẳng luôn, thẳng. Có vẹt đánh xe. Chợ hết rồi, chạy nhà. Chạy nhà nó lâu rồi, nó cao lắm. Chạy thẳng tiếp vậy. Nó con này lắp nhiều đồ quá, đi ví dụ xe xe này phải đi ít đồ thôi. Nó bỏ ra. Nhẹ tình. Thẳng thẳng sang phải. Bên này đúng không anh? Bên ốp. Dạ. Mình chạy lên kia ấy. Vào đây thẳng lên thẳng. Nuôi đà luôn đấy, to lên tí luôn. Đi theo vệt đúng không anh? Đúng rồi, đi theo vệt. Rồi, quá êm. Cứ lên rồi đúng không anh? Lên kia lại xuống à? Phát được ngoắt xuống đầu là xuống luôn. Ngoắt vuông đúng không? Ngoắt vuông rồi. Ngoắt đúng theo vệt đúng không? Xuống luôn, xuống luôn, xuống. Đừng ngớt, đừng ngớt, đừng ngớt. Xuống luôn. Rồi, thẳng lại. Ok. Rồi, giống cào chứ. Từ lại đầu có đây. Đây à, chạy tiếp đây à? Quả này là không được. Ôi, cái này đúng là đặt ở đây nó hơi nguy hiểm ấy. Đây là đi theo vệt này ấy. Đâu nhỉ? À đấy. Quá ngon, quá nhẹ. Con này low range của nó chạy lên trăm mấy mà. Ui ôi, đẹp quá. Bây giờ kia là dốc, qua cái này là dốc rồi. Thấp hơn vừa rồi. Dốc hơn đấy, chậm lại đúng không anh? Chậm rồi. Đấy, hụt luôn, hụt hơn vừa rồi. À, wow. Về, đấy, hill descent control này. Quá đơn giản, chạy tiếp. Con này chạy nhẹ không mà. Đi bên này ấy. Êm nhở, chạy trên cát nó êm giò. Ôi. Defender mà đi địa hình này thì gọi là dễ như ăn kẹo. Xe nó hỗ trợ nhiều quá. Toàn chạy trước mặt này kinh chết đi được. Rồi, hôm qua mình tranh thủ giới thiệu được phần ngoại thất về Defender mới cho mọi người. Ngày hôm nay thì đoàn đang dừng ăn trưa thì mình xe này đang do một team khác lái. Thì mình cũng tranh thủ mượn để giới thiệu mọi người nhé. Thì đây, cái mà mình rất muốn giới thiệu đầu tiên này, đấy chính là cái phần camera. Em ngồi lên trên này đi. Em ngồi lên trên này đi thì mới thấy được. Đấy, ngồi trên này đi. Đấy. Chưa? Rồi, một cái góc cam để mình xuống mình đóng hết cửa. Anh đóng giúp cái cửa nhiều tí. Đó.
Đây rồi, xong hết rồi. Đấy. Đấy, đã thấy hết chưa? Mọi người muốn xem góc gì ạ? Đấy, tất cả mọi người đang dọn đồ nhá, các cái góc này. Hiểu chưa? Chiếu góc nào cũng để xem các chàng trai này, đấy, đang đứng tán gẫu này các bạn. Đấy, góc trước, góc sau, góc này. Nhiều góc quá. À đây, còn offroad nữa. Offroad là một góc riêng. Đấy, offroad thì mình phải ưu tiên nhìn phía trước và hai cái phần bánh này. Hiểu chưa? Và quan trọng là mình theo dõi được tình trạng cái khóa vi xa trung tâm nó hoạt động như thế nào, và các cái thụt này, thụt hơi này, nó sẽ được điều chỉnh như thế nào để nó thích ứng với địa hình. Đấy mới là Defender. Chứ còn xin lỗi, ở đây mình phải nói hơi nặng lời một chút, anh em thông cảm. Mấy ông mà cứ nói là da diếc gì thì không phải là khách của Defender đâu nhá. Những người mua Defender là cái chất nó khác, thực sự là vậy, cho nên cứ da với gỗ mời ngồi sang một bên, tốt nhất là mời ngồi sang một bên ạ. Và không có tuổi để chơi Defender đâu, nói thật. Đấy, ok, để mình xem. À, mình cũng sẽ xem nhanh thôi. Đây. Đó, các cái màn hình điều khiển trông như đến từ tương lai. Ở đây thì kết nối Apple CarPlay, Android Auto đầy đủ này, dây này. Đấy. Đây mình xem, có 4x4 i này, way sending này, khả năng đổi nước. Thì cái chiếc xe nó sẽ luôn hướng chúng ta để theo dõi được toàn bộ cái tình trạng của xe khi lội nước ở mức nước bao nhiêu này. Đấy, 0.7m thì nó đến đây. Hệ dẫn động, độ nghiêng vân vân. Mở với những chiếc xe này, các chế độ lái đây thì chút nữa mình mở sau nhé. Với những chiếc xe này ấy, thì thực ra là mình cũng chẳng phải nhớ một cái gì cả. Bởi vì tất cả mỗi khi mà mình cần đây 4 info, mình cần tra cứu bất kỳ một cái thông tin gì trên xe ấy, thì tất cả nó đều có ở trên này hết. Đây, để mình bật cho mọi người xem. Rồi, low traction control cũng có này. Đây, vehicle dimension này. Đây. Thì mình xem chế độ off-road nó như thế nào. Đây, chiều dài tổng thể này, chiều cao, chiều rộng. Đó. Nhưng mà sang off-road thì đây. Đó. Và quan trọng là mình được lại theo dõi tiếp những cái góc tới, góc thoát, góc vượt đỉnh dốc khi mà hầm gầm hạ hết. Tiếp theo ạ. Đó. Và cái góc thoát tốt nhất của nó là 38, hôm qua mình chia sẻ về 40 này. À, góc tới là 38, góc thoát 40 này, góc vượt đỉnh dốc. Khi mà cái nâng gầm nó nâng lên được hết. Để mình xem các drive mode. Đây, 24 nhìn lại 2, 4, 6, 7, có cả chế độ lội nước đấy. Rồi thì cái phần điều khiển nó cũng vậy thôi, mình có thể chọn bằng rất nhiều cách, ví dụ phím tắt ở đây. Rồi đây, các chế độ lái đây, sen mode, rock roll. Thì nói về những cái này thì chúng ta phải lái thử mới phê. Cần số, có chế độ S. Trước này sử dụng động cơ P300 máy 2 chấm và 300 PS. Đây mình lại nói lại câu chuyện về da và gỗ. Da và gỗ sẽ không nói chuyện với cả Defender nhá. Không có chuyện đâu. Bởi vì mọi người nhìn cái vật liệu này, chiếc xe đang đi một hành trình này. Để những cái này này, nó không bị trượt này. Đây, đây, nhựa. Thì những cái này 20 năm nữa nó vẫn đẹp. Gỗ, xe, da, đặc biệt là da, 15 năm nhìn toét hết cả lên. Đây, hay những cái cách thiết kế của Defender mọi người có thể thấy đây. Nó rất là huyền thoại, nó từ những cái năm 70, 80, 90 đã có những cái như thế này rồi. Nó rất là chắc, chắc vô cùng luôn, nhựa này. Cái này có thể nói là mãi mãi với thời gian này đấy. Hơi ngoa một tí. Nhưng mà mọi người sẽ thấy rằng là tất cả những cái tấm này này, nó được thiết kế một cách liền mạch với cả hệ thống thân xe và khung xe. Chính vì vậy cái phần mà khi mà đi chúng ta đi đường ấy, thì nó rung động, thì nó không bị kêu lộc cộc. Mọi người có thể thấy rằng những chiếc xe mà nhiều da và gỗ ấy, đúng ạ, nhiều da và gỗ ấy, đi 3, 4, 5 tỷ, đi vào lọc cọc, đi vào đường xấu, thì Defender nó không phải được thiết kế hướng tới cái gì thám hiểm này, chinh phục này. Giống như dân chạy, mình phải chạy lên khoảng 100 km thì nó lại câu chuyện nó lại khác rồi, đúng không ạ? Đây, cái gương này nó cũng có một cái hay này. Đấy, như hôm qua mình có chia sẻ, có một cái camera phía sau gắn trên đuôi cá. Đây thì mình gạt đây, gạt đây để xem phía sau.
trên tabi cửa cũng vậy. Đây, tất cả đều là các cái vít đó, rất là đặc biệt và nó rất là chắc chắn. Đây, mọi người sẽ thấy rằng này, đấy, báo ấy, mọi người đi đang dùng này, này hợp lạnh ngon. Và các cái vị trí để đồ thì rất là nhiều, bởi vì đây là một chiếc xe mà để đi gọi là thám hiểm, mà xe chơi. Người ta sẽ không mua một chiếc xe này để phục vụ công việc và gia đình, mà đây là phục vụ sở thích đó. Và những khách mà mua những chiếc xe này mình tin là sẽ có nhiều chiếc xe, chứ cũng không phải chỉ mua một duy nhất một chiếc xe này đâu. Bây giờ mình xem tiếp cái gì nhỉ, mình xem tiếp cái màn hình này đi. Em bổ sung nước à? Ok, thank you. Ý anh đi xe này gì? Không, anh đang quay tranh thủ. Và điều khiển này cũng vậy thôi. Anh muốn quay xe này thì bọn em đổi xe không? Không, không, anh qua, anh tranh thủ, anh quay gần xong rồi em ạ. Ngày mai đi, cứ để nhường cho team, các team lái lần lượt đi. Đây nha, mọi người có thể xem cái phần điều khiển này thì nó tương đối giống với tất cả những cái dòng như là Vela, Evoque hay Range Rover, kể cả Autobio. Đó, thì cái phần màn hình này mình có thể đổi được. Đây, bằng cách menu này. Đó, Info Panel các kiểu. Thì mình có chuyển thành layout, các cái layout này. Mọi người muốn xem full map không ạ? Đó. Nhấn vào. Đấy, thấy chưa? Đây, toàn bộ thông tin hoạt động của xe này. Nếu mà đi vào nước, nước với sending above 10 km/h dưới 10 km/h mới hiển thị cái lỗi nước này. Đấy, các cái thông tin mình chuyển theo từng màn hình. Slope acid là độ nghiêng của dốc này, nó đo hết. Thì đấy mới là Defender. Đấy, thì nó cũng tương tự như các cái dòng của Range Rover thôi. Nhưng mà quan trọng mọi người sẽ nhìn thấy này, này, cái vô lăng này, đây là bọc da. Nhưng cái vật liệu đấy cũng rất là đặc biệt, nó rất dễ vệ sinh nhá. Nào lại câu chuyện da và gỗ, không ăn thua đâu ạ. Chrome không, không ăn thua đối với dòng xe địa hình đâu. Mình đi địa hình phải là nhà thám hiểm cơ, đúng không ạ? Rồi, ở đây thì tất cả các cái phím như thế này này, mình bấm sẽ cần một cái lực nó mạnh hơn. Đó, nó cũng được thiết kế rất là đặc biệt để nó chịu được cái nhiệt độ và địa hình. Ví dụ những chiếc xe này có thể đi âm mười mấy độ chẳng hạn, đúng không? Thậm chí âm 40-50 độ. Thì những cái đấy, câu chuyện về da về gỗ nó không phải là cái câu chuyện mà làm nào để chúng ta tồn tại được. Thì đấy mới là Defender. Kể nhưng mà cái bản này thì mình vẫn thích là cái bản động cơ P400 hơn, máy 3.0 ấy, 400 PS. Đối với những chiếc xe kiểu như Defender này thì có rất nhiều những cái cắm, cái đầu cắm như Type C rồi USB bình thường. Đây, khắp mọi nơi. Đây, ở phía sau cũng vậy. Hơi tiếc một chút là cái bản này là chưa có Auto Terrain Response, mà chỉ là Terrain Response thôi. Nó thiếu cái cấu hình Individual và cái cấu hình, cái chế độ Auto mình bấm nó tự chọn. Tuy nhiên như thế này là cũng đã oách lắm rồi, chạy Sen Mode oách lắm. Lại có cả Low Range này. Cái Low Range này hôm qua mình có thử trên cát rồi. Ở phía sau này thì mọi người đang đợi, mọi người có thể thấy đây là một cái hành trình nó thật. Áo sống mũ này, đang đi mà. Được rồi, và phía sau cũng rất là nhiều đồ. Quay nhanh nội thất anh em lại thương. Để nhường cho lái luôn. Defender bản này là máy P300, 300 PS, khoảng 297 mã và 400 Nm. Thực ra nếu mà máy kiểu hơn 300 mã thì bảy chỗ ngược chiều. Mình thích, vẫn là thích động máy 3 chấm. Kiểu máy với bây giờ cái xu hướng làm V hoặc là Y 3 chấm. Thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái gì đấy nó mượt mà hơn. Ví dụ như chạy đường đèo như thế này này. Ví dụ đường cát nhá, đường cát chiếc xe này chạy rất mượt. Đi đường đèo này thì mình cần nhiều công suất và moment hơn. Công suất hơn. Hộp số thì hộp số 8 cấp. Nhìn chung là ngồi mà lái chiếc xe này, đúng là như kiểu ngồi 45 chỗ lái, tầm nhìn cao, rất thoáng. Bóng hơi, bóng hơi khi đi cua như thế này này, mình thích nó vẫn phải cứng hơn nữa. Tức là nó có một cái chế độ kiểu như individual và mình cho phép cài đặt cái treo nó ở cái chế độ cứng hơn.
kiểu như vào tương tự như cái việc mà mình vào gravel hay là đi leo rock crawl các kiểu ấy, thì nó phải bơm cái thụt cứng hơn. Nhiều người lại thích mềm mềm, mình phải thích cứng cơ. Nói chung đi cả đoàn như này thì cũng không có quá nhiều cái cơ hội mà mình bứt tốc lên mà mình phải đi theo số thứ tự. Đấy, tôn trọng đoàn cũng như là ban tổ chức. Nhìn chung thì lái nó vẫn rất là mượt, thì các cái phần điều khiển vân vân đấy, mọi người có thể nhìn thấy qua cái màn hình này. Đấy, phải giữ lái nữa. Đấy. Giao diện như xe đến từ tương lai nhỉ, đúng là một cái không gian cực kỳ kỳ dị. Ai cũng mình đăng những chiếc xe này lên, mọi người cũng hay nói rằng là toàn nhựa mà nhựa, có loại nhựa rất đắt tiền đấy nhá, chắc gì gỗ đã đắt hơn, có đúng không ạ? Đấy, nó lên một cái đẳng cấp mà high end rồi thì cỏ có khi cũng là đắt hơn cả kim cương ấy. Cho nên là chơi cái gì hiểu cái đấy thì mình nghĩ là nó, và chúng ta tôn trọng nó thì hay hơn là cái việc mà cứ gọi là chê nó. Xuống rẽ trái ạ, xuống dốc rẽ trái ạ. Rồi, rẽ trái. Cách đi số của mình thì nếu mà chạy đường núi thì mình vẫn thích cái lẫy này hơn. Lẫy mình đi số nó hay. Xuống dốc rẽ trái, chú ý vào xe tải. Đường vừa rồi nó hơi bé, chính vì vậy là đi cảm giác như là với Defender nó hơi bị cồng kềnh. Thực sự là gầm cao máy thoáng. Mình đi số là có hướng dẫn luôn ạ. Bản này thì trang bị cái Terrain Response, không có chế độ auto và không có individual. Đây cho mọi người xem luôn cái này đi. Đấy, yêu chưa? Evoque phía sau này, phía sau đấy là còn mấy chiếc nữa. Rồi về đây thì mình trả đây, nhưng mà mình vẫn phải chạy S. Mình muốn cái phản ứng của cái động cơ nó. Nó nhanh hơn nữa. Rồi. Vậy thôi nhờ. Tí ra cao tốc thì mình thử chạy cao tốc ở tốc độ cao xem cái xe này như thế nào. Đấy, ví dụ như này này. Đấy, thì mình muốn cái phần thụt bên ngoài nó phải bơm cứng và nó bơm nhanh hơn nữa. Mình đỡ bị nghiêng. Xin chào, nhưng mà vẫn phải gặp lại ngay. Đấy, thì đây cũng đang còn thời gian cho nên mình sẽ giới thiệu nốt là chiếc xe này được trang bị toàn bộ cái hệ thống loa Meridian nghe rất hay. Thì đây là những cái ô cửa kính, những cái cửa này, rất là đặc trưng trên cái Defender. Như mình nói giờ mình có thể nằm ngắm sao đấy. Đấy đúng không ạ? Hình dung là đến mình đến những cái vùng mà có bắc cực quang ấy, rồi những đêm trăng sao. Trời ơi, ngồi nằm cái sàn này nó phẳng đúng không? Nghĩ đã thấy mê rồi, nhất là những cái ông mà thích cuộc sống outdoor, những cái ông thần outdoor ấy nhỉ. Ở đây mọi người cũng có thể thấy đây là những cái khe cắm, cái chuẩn cắm rất nhiều. Ở đây mình có thể gá những máy tính bảng và vai ghế, mọi thứ được thiết kế là chịu thời tiết cũng như cái điều kiện khắc nghiệt. Đây, ghế cũng vậy. Điều hòa phía sau thì là hai vùng độc lập và các cái chuẩn sạc điện. Đây, như chiếc 45 chỗ. Phải không ạ? Đó. Thế thôi nhờ. Hẹn mọi người trong một cái video chi tiết hơn ha.